Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Công nghệ kiến tạo do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, ngập lụt đô thị là một hình ảnh không còn xa lạ ở các đô thị của nước ta trong nhiều năm vừa qua. Tại một số nơi là do triều cường, một số nơi là do những cơn mưa cực đoan trút xuống khiến cho lượng nước vượt quá thiết kế của những công trình chống ngập tại các đô thị này. Và những cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ liền thường khiến cho các tuyến phố chìm sâu trong nước. Trong thời gian qua, từ các nhà quản lý đến các nhà khoa học đã đề xuất các giải pháp để cảnh báo, dự báo cũng như giảm thiểu thiệt hại của việc ngập lụt đô thị. Và một trong những giải pháp đó là đưa các giải pháp công nghệ triển khai ngày càng sâu rộng hơn tại các đô thị của Việt Nam. Cụ thể câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và tôi là Bảo Phong, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình này. Ngập nước, kẹt xe là một trong những vấn đề bức xúc của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Hiện nay, mức độ ngập của thành phố Hồ Chí Minh xảy ra với tần suất ngày càng tăng và mức độ ngập ngày một cao. Vì vậy, thiệt hại do ngập gây ra cũng ngày càng nhiều, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường và ách tắc giao thông. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng trên là do sự thiếu đồng bộ trong quá trình thực hiện các dự án. Các dự án quy hoạch đòi hỏi một nguồn vốn lớn và thời gian thực hiện lâu dài, trong khi ngân sách của thành phố thì không đáp ứng được nhu cầu đầu tư. Vì vậy, song song với việc tiếp tục thực hiện các dự án công trình xóa giảm ngập như trên, cũng cần phải nghiên cứu những biện pháp và phương án giảm nhẹ thiệt hại do ngập úng. Vâng, và để chúng ta cùng hiểu rõ hơn về chủ đề ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam. Và vị khách mời thứ hai xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Fecon. Lời đầu tiên thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được hỏi ông Trần Anh Tuấn, thời gian gần đây chúng ta có thể nhận thấy là những cái hiện tượng thời tiết cực đoan, rồi thì những hiện tượng nóng lên của trái đất đang xảy ra ngày càng nhiều, và điều đó gây ra những cái tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng hơn tại các đô thị lớn ở Việt Nam của chúng ta. Vậy thì ngoài những nguyên nhân đó ra thì còn những nguyên nhân nào khác không thưa ông? Trước đây các cái đô thị khi phát triển thì người ta tính toán cái hệ thống thoát nước với cái lưu lượng mưa gọi là vũ lượng thì khoảng 30, 40, 50. Một trận mưa về mặt lý thuyết thì nó tính khoảng 60 phút hoặc là 90 phút. Thế thì bây giờ thì chúng ta thấy báo chí và khí tượng cũng đã nói rồi. Mưa 50, 60, 70, 80, thậm chí thành phố Hồ Chí Minh còn 100-120mm một trận. Đấy. Chính là gấp đôi cái lượng nước. Rồi. Đấy, gấp đôi nhưng mà đô thị lại phát triển rộng nữa. Và lại bê tông hóa nữa. Mà bê tông như thế thì bao nhiêu nước dồn vào hệ thống thoát nước thì nó làm tăng cái nhiệm vụ của hệ thống thoát nước nhiều hơn. Cái thứ hai nữa cũng là cái yếu tố khách quan này là kênh rạch chúng ta đã có trước đây trong quá trình phát triển đô thị, chúng ta lấp dần lấp nhiều quá. Đô thị trước đây nó nhỏ, bây giờ nó phát triển ra thì đấy là những cái nhóm về mặt tự nhiên gọi là khách quan. Cái nhóm về mặt chủ quan ở đây thì là con người. Thứ nhất thì là đô thị phát triển thì phải có quy hoạch. Đấy. Mà khi quy hoạch thì chủ yếu là quy hoạch mở rộng đô thị. Khi mở rộng đô thị thì chúng ta cần có những cái gọi là cái vùng đệm hay cái khoảng nghỉ cho đô thị. Chứ chúng ta cứ nối tiếp đô thị tràn lan thì đấy là cái điều mà chúng ta đương mắc phải. Như là thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội thì chúng ta biết là ở hai thành phố này ấy, thì mỗi năm cái mặt đất của thành phố ấy, nó đều bị lún. Như thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng hơn 4cm một năm. Hà Nội thì khoảng hơn 3cm một năm. Sau 10 năm thì nó khoảng 35cm rồi. Thậm chí có chỗ đến nửa mét. Và cái lún mặt đất ấy, thì nó lại không đều giữa các khu vực. Đặc biệt những cái khu vực mới phát triển thì sẽ lún nhiều hơn so với những cái khu vực đã phát triển trước đây. Thế thì cái việc tính toán về cái độ dốc trong cái hệ thống thoát nước ấy, nó sẽ bị trở ngại, nó sẽ bị không đầy đủ khi mà không tính đến những cái thay đổi về cái điều kiện thiên nhiên này. Đấy là cái nguyên nhân mà trong cái ngành nền móng của chúng tôi đánh giá là nguyên nhân rất là căn bản. Với một vai trò chủ động
của một cái quy hoạch thành phố, làm sao để chúng ta có được một cái hệ thống xử lý cấp thoát nước cũng như là phòng tránh ngập lụt một cách tốt nhất, thì xin được hỏi ông Phạm Việt Khoa, hiện nay chúng ta đang làm việc đó như thế nào và cái hiệu quả của các hệ thống thoát nước tại những thành phố lớn ở Việt Nam ra sao thưa ông? Trên 10 năm trở lại đây thì các thành phố lớn của chúng ta cũng được cái sự hỗ trợ của các cái cơ quan nước ngoài, đặc biệt là hỗ trợ phát triển ODA, thì đã thực hiện các cái gói về cải tạo các cái kênh thoát nước, các cái dòng sông ở trong nội đô để mà tăng cái khả năng thoát nước lên, tăng năng lực thoát nước, trong đó có cả xử lý nước thải. Thì cái biện pháp chính gần đây đa số là gì, là cống hóa các cái kênh, làm sạch, khơi thông, nạo vét các cái kênh rạch, và hiện nay cũng đang thực hiện rất nhiều các cái dự án khác. Thì cái đó là cái mà chúng ta cũng, tôi nghĩ rằng là chính quyền các thành phố cũng đã rất là nỗ lực để mà chủ động đi trước các cái việc đó. Nhưng mà rõ ràng là tất cả những nỗ lực ấy nó đã không đáp ứng được những cái thay đổi về mặt khí hậu cũng như là cái lưu lượng nước thải ngày càng lớn do cái tốc độ đô thị hóa quá nhanh. Trong những cái giải pháp mà chúng ta có thể thực hiện được ngay, đó là hiện nay có rất nhiều các cái đơn vị đã phát triển một số những cái hệ thống cảnh báo cũng như là phòng chống ngập lụt, giúp chúng ta dự báo trước một phần nào đó để hạn chế được những cái thiệt hại do ngập lụt gây ra. Thưa tiến sĩ Trần Anh Tuấn, ông có thể chia sẻ như thế nào về vấn đề này? Về chiến lược ấy, thì một cái cảnh báo có tính thế kỷ ấy, là kịch bản biến đổi khí hậu đấy. Bộ Tài nguyên Môi trường đã tham mưu chính phủ ban hành kịch bản biến đổi khí hậu đầu tiên là năm 2012, sau đấy là năm 2016, vừa rồi thì ban hành năm 2020. Đấy, thì những cái kịch bản ấy thì nó cũng đã đưa ra được những cái khả năng về mưa gió, về mức nước biển dâng. Cả Việt Nam thì chia ra 7 vùng dọc theo biển, những cái đô thị giáp biển sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thì người ta cảnh báo trong từng 10 năm một, nước biển sẽ dâng thế nào và lượng mưa sẽ thay đổi như thế nào. Ví dụ như là lượng mưa thì ở phía Nam thì sẽ tăng lên 20%, nhưng mà mưa bất thường xảy ra, mưa nó cũng không theo chu kỳ nữa. Đấy là những cái cảnh báo để chúng ta có thể sử dụng nó, dùng trong các cái định hướng chiến lược về phát triển hệ thống thoát nước, sử dụng cho quy hoạch. Và trong cái nỗ lực đó thì cũng có rất nhiều những cái nhà khoa học cũng như là các đơn vị nghiên cứu đang đưa ra những cái nỗ lực cảnh báo cũng như dự đoán để giúp cho công tác quy hoạch cũng như là xây dựng những hệ thống cấp thoát nước được hiệu quả hơn, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ. Vậy thì ngay bây giờ xin được mời hai vị khách mời cũng như xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi phóng sự tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội được khởi công xây dựng từ đầu tháng 10 năm 2016, dự kiến được bàn giao vào cuối năm nay với tổng mức đầu tư hơn 800 triệu đô la Mỹ, hơn 16.000 tỷ đồng. Công suất thiết kế là 270.000 mét khối một ngày, chiếm 55% lượng nước thải của Hà Nội. Khi hoàn thành, nhà máy sẽ xử lý phần lớn nước thải đổ ra sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Xét và một phần sông Nhuệ. Công suất thiết kế là 270.000 mét khối một ngày, chiếm 55% lượng nước thải của Hà Nội. Khi hoàn thành, nhà máy sẽ xử lý phần nước thải đổ ra sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Xét và một phần sông Nhuệ. Những năm qua, sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Xét luôn được ví như những dòng sông chết bởi mức độ ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do việc xả trực tiếp các nguồn nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp ra sông. Nhiều người hy vọng dự án xử lý nước thải Yên Xá sẽ làm hồi sinh những dòng sông này. Vâng, trở lại với chương trình Công nghệ kiến tạo ngày hôm nay với hai vị khách mời là tiến sĩ Trần Anh Tuấn và ông Phạm Việt Khoa. Không biết là trong những năm gần đây thì các nhà khoa học cũng như là những đơn vị xây dựng và nghiên cứu thì có những giải pháp nào, đặc biệt là ứng dụng công nghệ, để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này không, thưa ông Phạm Việt Khoa? Hiện nay là chúng ta cũng đã có những cái công nghệ rất là cấp tiến từ nước ngoài tham gia vào để mà thực hiện các cái dự án thoát nước. Thế thì trong đấy thì phải kể đến ví dụ như là các cái dự án ngầm hóa hệ thống thoát nước của đô thị, thì chúng ta đã thực hiện cả Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, rồi là các cái dự án về cống ngăn triều để mà ngăn các cái thủy triều tại các cái đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng rất là may mắn được tham gia hai dự án, một dự án là cải tạo môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
gói G cũng là vốn ODA của Nhật Bản. Và hiện nay chúng tôi đang là thầu phụ cho các nhà thầu Nhật Bản tại dự án Yên Xá, thoát nước thải Yên Xá Hà Nội, là hai trong các cái dự án khá là điển hình để thoát nước mang tính cưỡng bức, tức là hoàn không phụ thuộc vào cái việc là thoát nước tự nhiên như trước đây do cái tranh cao về mặt địa hình nữa, mà đây là thoát nước thông qua cái hệ thống ngầm từ các cái hố ga ngầm mà có chiều sâu rất là sâu để mà thu nước rất là nhanh tại các cái khu vực trũng, sau đấy thì thoát nước bằng cái đường ống ngầm. Đường ống ngầm thì có thể đi từ cái độ sâu từ cách mặt đất 3m cho đến độ sâu 20m, cho nên cái không gian mà để làm những việc đấy là rất là lớn. Và cái công nghệ thì hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được. Với một doanh nghiệp của Việt Nam như chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng là nó cũng không phải là quá khó. Chỉ có cái là chúng ta có quyết tâm để đầu tư hay không, có quyết tâm được để học và nhận chuyển giao hay không. Tôi nghĩ rằng ngoài những cái giải pháp mà vĩ mô ấy, thì phải giải pháp về công trình như vừa rồi anh Khoa anh nói đấy. Và chia thành các lưu vực nhỏ, giải quyết cục bộ. Đấy. Và hồ điều hòa là một trong những giải pháp để giải quyết cục bộ cho các lưu vực nhỏ. Thu vào đấy, nếu anh thoát đi được thì anh thoát, anh không thoát đi được thì anh chứa ở đấy. Rồi anh bơm nó ra ngoài hay tự chảy ra ngoài. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải có nhiều các giải pháp từ nhiều hướng khác nhau. Trở lại với vấn đề xử lý những cái công trình hạ tầng kỹ thuật tại Việt Nam và làm sao để nó phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, quy hoạch đô thị của Việt Nam như ông Phạm Việt Khoa có chia sẻ ở phần trước, thì ông đánh giá là những cái giải pháp như vậy, sử dụng công nghệ của nước ngoài hoặc là chúng ta được chuyển giao, thì nó đã thực sự phù hợp với đô thị Việt Nam hay chưa và có khả năng nhân rộng tại các thành phố lớn hay không ạ? Tôi nghĩ là rất là phù hợp, bởi vì là cái nhu cầu phát triển bền vững của chúng ta là rõ ràng rồi. Và chúng ta đang đối mặt với những cái vấn đề về biến đổi khí hậu quá là nghiêm trọng và thường xuyên. Trước đây một năm chúng ta chỉ chứng kiến 1-2 trận ngập thôi đúng không? Bây giờ thì hàng tháng chứng kiến 1-2 trận, chứ không phải hàng năm nữa. Cho nên nó trở thành nghiêm trọng rồi. Và cái vấn đề về chúng ta áp dụng công nghệ để giải quyết đột phá vấn đề thoát nước đô thị hay là giao thông đô thị là bắt buộc. Và theo chúng tôi nhận định thì cái chi phí cho các cái dự án thoát nước ngầm đô thị nó cũng không phải là quá lớn đâu. Nếu như các thành phố có cái cơ chế để thu hút cái nguồn lực đầu tư tư nhân hoặc là nguồn lực đầu tư nước ngoài, thì tôi nghĩ rằng là với Hà Nội chỉ cần 3-4 cái hệ thống như vậy thôi thì đã giải quyết khá là căn cơ cho thoát nước đô thị. Thế còn đương nhiên là chúng ta sẽ phải đồng bộ tất cả những cái thứ đó. Nó không đơn giản là chỉ có thoát nước ngầm mà cái thoát nước mặt cũng phải rất là tốt. Đấy, tức là từ cái việc quy hoạch như anh Tuấn lúc nãy nói ấy, là chúng ta sẽ phải hạn chế sử dụng bê tông, hạn chế phủ cái mặt đất để làm sao cho nó thấm tự nhiên nó tăng lên. Đấy, và chúng ta sẽ không thể phụ thuộc vào cái việc thoát nước theo cái tranh cao được mà bắt buộc phải dùng các cái công nghệ bơm cưỡng bức. Chúng ta, đặc biệt là chính quyền đô thị, chúng ta phải quan tâm nhiều hơn về việc này. Phải lo như chính như là nhà mình ngập vậy. Đấy, thế thì tôi nghĩ cả ngắn hạn, dài hạn. Đấy, nhưng mà nó phải có tính đồng bộ. Cái tiến độ của các cái khung chính và tiến độ cục bộ của các khu vực chúng ta phải khớp được với nhau. Để chúng ta đồng bộ thì lúc ấy nó tránh cái việc là ngập, không kiểm soát. Xin được cảm ơn hai vị khách mời. Và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một số hình ảnh sau đây của chúng tôi. Với mục đích xây dựng một ứng dụng để hướng tới cộng đồng, nhận thấy đa số người dân hiện nay đều sử dụng điện thoại di động, anh Trương Quốc Bình đã có sáng kiến tích hợp phần mềm cảnh báo ngập lụt đô thị để làm sao tất cả người đi đường đều có thể sử dụng được. Vận dụng cơ sở vật chất sẵn có của ngành thoát nước như hệ thống thiết bị đo mưa, đo chiều cường, giám sát tại các vị trí ngập. Những thông tin này từ lâu vẫn được cán bộ làm thoát nước sử dụng cho công tác chuyên môn. Anh Bình đã biết vận dụng, thu thập chính những thông tin này, điều chỉnh và đưa vào ứng dụng. Năm tôi vào Sài Gòn công tác ấy, thì hôm đấy có đón một người bạn từ Hà Nội vào chơi. Thì tôi có đèo anh này đi chơi thì đi qua cái chỗ vị trí ngập, tôi nhớ không nhầm là chỗ đấy là đợt đấy là Nguyễn Hữu Cảnh. Đấy thì đi qua đó thì bị dính ngập. Thì ông bạn tôi mới nói là tại sao mày làm thoát nước mà tại sao cái điểm ngập này mày không biết.
tôi mới hình thành ra một cái ý tưởng là chúng tôi làm người thoát nước. Bản thân là khi mà chúng tôi đã tan sở, dữ liệu chúng tôi cũng cần phải nắm được, người dân cũng cần phải biết để mà tránh, thì phải có một cái công cụ nào đó để đưa cái thông tin đấy đến cho mọi người và cập nhật một cách nhanh nhất. Thì cái ý tưởng là phát triển một cái ứng dụng mà giao tiếp với cả người sử dụng qua smartphone ấy, là cái phương tiện mà bây giờ rất là nhiều người dùng. Bản chất của ứng dụng là đưa ra thông tin ngập trong toàn khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ người sử dụng ra quyết định lựa chọn lộ trình tham gia giao thông của mình, đồng thời đề xuất các tuyến đường khác thay thế, giúp người dùng chủ động lựa chọn tuyến đường phù hợp để có thể di chuyển một cách thuận lợi và nhanh chóng nhất. Có được dữ liệu ngập, hệ thống camera giám sát ngập sẽ thu thập dữ liệu ngập từ các tuyến phố thông qua con chip cảm biến được gắn trong thiết bị đo ngập tự động. Khi mưa lớn hoặc chiều cường xảy ra ngập, áp lực nước từ phía dưới cống sẽ tác động lên ống dẫn. Con chip này sẽ gửi hình ảnh và tin nhắn về trung tâm để báo cáo tình trạng ngập. Để có thông tin chính xác hơn, hệ thống còn thu thập thêm thông tin từ video, ảnh hoặc tin nhắn từ chính những người đi đường đang ở vị trí ngập mà mình đang đứng. Nó sẽ chạy trên hai hệ điều hành mà phổ biến bây giờ. Đó là hệ điều hành trên điện thoại là Android và hệ điều hành hai là iOS của Apple. Đấy, thì hai cái hệ điều hành này nó đã chiếm đến gần như toàn bộ, gần như 99% cái số lượng người dùng điện thoại rồi. Đó. Thì, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đưa lên kho ứng dụng để người dân có thể cài đặt một cách đơn giản nhất mà hoàn toàn là miễn phí. Với cái ứng dụng này thì nó đem lại rất nhiều cái tiện ích cho công ty chúng tôi. Cụ thể nhất là cái giảm bớt cái lượng người mà cần phải khi trời mưa phải đi ra đường mà cập nhật cái tình hình mưa. Cái thứ hai là lượng mưa, là trên cái ứng dụng phần mềm này mình sẽ biết là lượng mưa hiện nay là bao nhiêu và ở mức độ như thế nào, để từ đó là công ty có cái giải pháp kịp thời, tức là nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Ý tưởng là vậy, nhưng khi bắt tay vào triển khai, nhóm đã gặp khá nhiều khó khăn. Hầu hết những thành viên trong nhóm đều là cán bộ thủy lợi, cấp thoát nước, chỉ có kiến thức chuyên môn, chứ chưa am hiểu về lập trình phần mềm. Một số thành viên của nhóm đã phải vừa đi làm, vừa học lập trình. Sau thời gian miệt mài, cuối cùng nhóm cũng đã xây dựng được một app và hệ thống server, dung lượng phần mềm khá nhẹ, khoảng hơn 6 MB. Trở lại với chương trình công nghệ kiến tạo, trong thời gian gần đây thì cũng có thể thấy là ở trên thế giới cũng xảy ra rất nhiều những vụ ngập lụt mang tính lịch sử. Ví dụ như ở Hàn Quốc vừa rồi chúng ta cũng chứng kiến một vụ ngập ngay tại một trung tâm đô thị lớn, đó là Seoul đúng không ạ, và gây ra rất là nhiều bất tiện cũng như là thiệt hại cho cuộc sống của người dân. Vậy thì đó cũng có phải là một cái bài học cho Việt Nam của chúng ta khi là những cái nước đi sau và có một số những cái góc nhìn cũng như là cái quy hoạch mới hơn trong tương lai không, thưa tiến sĩ Trần Anh Tuấn? Đấy là một cái cảnh báo. Cảnh báo để chúng ta có thể biết được rằng thì là khi mà biến đổi khí hậu ấy, thì cái công tác quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch nội dung về thoát nước và cao độ nền, chúng ta phải xem xét đến những dự báo. Dự báo làm sao cho phù hợp. Kịch bản biến đổi khí hậu thì có rồi. Tuy nhiên cái mức độ chi tiết để có thể làm cho tất cả các đô thị thì thực sự là chưa có, chưa đủ cái số liệu. Thì tôi nghĩ rằng nên phải làm rõ hơn, cụ thể hơn. Cái thứ hai nữa thì là các cái quy chuẩn kỹ thuật chúng ta cũng nên xem xét để cho bổ sung các số liệu về điều kiện tự nhiên, về mưa gió. Vậy thì tùy từng đô thị, tùy từng khu vực, tùy từng vùng miền có những điều kiện khí hậu nó khác nhau. Thì đấy là cái năng lực của nhà tư vấn. Chúng ta lựa chọn để chúng ta định hướng cho việc phát triển đô thị một cách là hoàn chỉnh và về thoát nước thì là kiểm soát được. Thưa ông Phạm Việt Khoa, đứng dưới góc nhìn của một đơn vị đang thi công cũng như là thực hiện một số những công trình thoát nước có thể nói là trọng điểm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như vậy, thì bên cạnh những cái thuận lợi, chúng ta còn gặp phải những cái vướng mắc hay khó khăn gì trong quá trình thực hiện những cái dự án như vậy hay không ạ? Chắc chắn là với những cái công nghệ mới mà triển khai tại các địa phương như chúng ta ấy, thì nó sẽ gặp những cái khó khăn, đặc biệt là liên quan đến các cái hiểu biết về công nghệ của nhân sự thi công, nhân sự thiết kế, nhân sự giám sát, rồi nhân sự quản lý nhà nước. Thì tất cả những cái đó nó sẽ tạo nên cái trở ngại trong cái việc thực hiện dự án. Nó sẽ không trôi chảy như cái việc là chúng ta đã thực hiện thường xuyên rồi. Thế và về các dự án đô thị nói chung
và nước thải nói riêng thì cái vấn đề giải phóng mặt bằng nó luôn luôn là một cái trở ngại lớn nhất hiện nay. Thế còn cái trở ngại nữa là về liên quan đến cái hệ thống quy trình quy phạm. Chúng ta cũng đã có cái quy định là nếu như tiêu chuẩn Việt Nam chưa có thì có thể áp dụng các cái tiêu chuẩn của các nước G7 để mà quản lý thực hiện các cái dự án. Nhưng mà cũng không đơn giản như vậy, bởi vì là đâu đó thì chúng ta đã có những cái quy trình liên quan đến thoát nước rồi, hay là các cái công nghệ khác cũng thế, đâu đó nó đã có rồi. Vậy thì dưới góc độ của các cái nhà quản lý chính sách nhà nước cũng như là định hướng của những bộ ngành liên quan thì ông Trần Anh Tuấn có thể đưa ra những cái giải pháp hay là những cái đề xuất nào trong thời gian tới để chúng ta có thể từng bước giải quyết được vấn đề này không ạ? Rất là chia sẻ với anh Khoa, làm việc gì ấy, thì nó phải có cái hành lang pháp lý phù hợp. Và phù hợp ở đây tôi nói là phù hợp về mỗi cái ngành lĩnh vực. Thì một cái là luật cấp thoát nước lại chưa có, đặc biệt là cấp thoát nước đô thị. Cho nên là trong luật xây dựng và luật quy hoạch đô thị thì có nêu những cái nội dung này, nhưng nó được hòa trong cái quy hoạch đô thị, nó chưa có một luật riêng. Và cái việc mà xây dựng đầu tư rồi hệ thống thoát nước nói riêng, hệ thống cấp thoát nước nói chung thì nó được chi phối ở nhiều luật. Nhưng tuy nhiên thì Bộ Xây dựng cũng đã được Chính phủ giao cái chương trình xây dựng pháp luật là sẽ xây dựng cái luật cấp thoát nước và trình Quốc hội trong giai đoạn 2024 và 2025. Cái thứ hai thì cũng giống như anh Khoa chia sẻ, khi mà cái hành lang pháp lý ở cấp luật nó chưa có thì nó chỉ toàn ở những cái dưới luật thì nó sẽ hạn chế hơn. Bộ Xây dựng cũng đã xây dựng được cái Nghị định 80 về thoát nước năm 2016. Đến nay thì cũng đương có cái chương trình rà soát, chỉnh sửa. Và hiện nay thì Bộ Xây dựng cũng đương điều chỉnh cái quy chuẩn 01/2016 gồm 10 cái quy chuẩn về hạ tầng kỹ thuật. Trong đó cái quy chuẩn 072 là quy chuẩn về thoát nước thì cũng đương được rà soát, chỉnh sửa, cũng đương hội thảo lấy ý kiến. Thì ngoài ra những cái định hướng chiến lược của Chính phủ, quyết định của Chính phủ 589 về định hướng thoát nước đô thị khu công nghiệp giai đoạn 2025-2050. Mặc dù là còn rất nhiều rào cản cũng như là rất nhiều việc phải làm trong thời gian tới, tuy nhiên là dần dần chúng ta đang nhìn thấy sự quan tâm đúng đắn của chính quyền liên quan tới vấn đề cấp thoát nước, và những hành động cụ thể trong thời gian tới chắc chắn là sẽ có những cái ảnh hưởng không nhỏ trong vấn đề chúng ta có thể cải thiện được cái vấn đề này. Ví dụ như là trước mắt sẽ có một bộ luật liên quan đến cấp thoát nước được ra đời, và từ đó chúng ta sẽ có thể có một hành lang pháp lý tốt hơn để thực hiện những hành động tiếp theo, phải không thưa hai vị khách mời? Và rất mong hai vị khách mời sẽ cung cấp tiếp cho chúng tôi những thông tin hữu ích như vậy trong những chương trình sắp tới. Xin chúc hai vị thật là nhiều sức khỏe. Vâng, và đến đây thì thời lượng của chương trình Công nghệ kiến tạo của chúng tôi cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong những chương trình lần sau.